Theo dõi kênh Duy Nguyễn nha. Thì hôm nay Duy Nguyễn test cái đàn này thì gửi về cho anh Dũng ở bên An Giang. Thì cái đàn này có giá là 1,5 triệu, tặng kèm bao da và micro, miễn phí ship. Thì cái đa thùng đàn là gỗ ngô đồng, phím là phím inox nha. Đây, thì cái này thì xài anh em mình xài rất là bền. Ngày xưa thì họ làm phím tre này kia nó dễ lúc, còn này phím inox thì nó cái tuổi thọ nó rất là cao ha. Anh em có nhu cầu thì ủng hộ Duy Nguyễn. Rồi, Duy Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý anh em video tiếp theo nha.